Quy. Số 2013 có chia hết cho 3 không? Có. Chính xác. Số 15 lớn nhất là số nào? Âm 1. Chính xác. Tam giác có 3 cạnh tương ứng với 6, 8, 10 là tam giác gì? Tam giác vuông. Chính xác. Hai góc của tam giác này bằng hai góc tương ứng của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau đúng hay sai? Sai. Chính xác. Số thập phân đoạn tuần hoàn là số vô tỉ hay số hữu tỉ? Số hữu tỉ. Chính xác. Một mảnh vườn hình vuông có diện tích 49 mét vuông, chu vi của mảnh vườn ấy bằng bao nhiêu? 28 mét. Chính xác. Số nguyên tố chia hết cho 13 là số nào? 13. Chính xác. Hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung? Vô số. Chính xác. Hai số nguyên tố cùng nhau có mấy ước số chung? 1. Chính xác. Ánh sáng. Xin mời chủ đề ánh sáng. Trong thời đại Hy Lạp vị thần ánh sáng có tên là gì? Apollo. Chính xác. Thủ đô nào trên thế giới được mệnh danh là kinh đô ánh sáng? Paris. Chính xác. Đất nước nào được gọi là đất nước mặt trời mọc? Nhật Bản. Chính xác. Công trình chiếu sáng của vùng biển nhằm định hướng cho tàu bè về ban đêm được gọi Hải là Đăng. Cây xanh dùng chất gì để quang hợp? Diệp lục. Ánh sáng mặt trăng chiếu từ trái đất có nguồn gốc từ hành tinh nào? Mặt trời. Chính xác. Đèn cháy sáng bằng dầu hỏa lượng dầu lạc gọi là đèn gì? Đèn dầu. Chính xác. Hình ảnh được thu nhận trên bộ phận nào của mắt? Quang mạc. Chính xác. Các sợi dây được sử dụng để truyền tín hiệu ánh sáng bên trong nó gọi là sợi quang. Cáp quang. Chính xác. Em xin chọn chủ đề toán. Xin mời chủ đề toán. Phép toán ngược với bình phương là phép toán gì? Thái căn. Chính xác. Tìm số dư khi chia 2014 cho 9. 7. Chính xác. Đoạn thẳng nối hai đầu mút của cung tròn được gọi là gì? Dây vuông. Chính xác. Đồ thị hàm số bậc 2 có dạng hình gì? Parabol. Chính xác. Nếu viết dịch dấu phẩy của số thập phân 20,14 sang phải một chữ số thì số mới nhận được gấp mấy lần số ban đầu? 10 lần. Chính xác. Số nguyên tố nào có 3 chữ số tạo nên nó giống hệt nhau? Không có. Chính xác. Tìm chữ số tận cùng của tích 100 chữ số 3. 1. Chính xác. Số tự nhiên nhỏ nhất nào mà số liền trước và số liền sau của nó đều là các số nguyên tố? 4. Chính xác. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tích 3 chữ số bằng 3. 113. Chính xác. Định lý nào liên hệ giữa nghiệm và hệ số của phương trình bậc 2? Định lý VF. Chính xác. Em thì chọn chủ đề văn học. Nhà văn Việt Nam nào lấy tên Tổng Cao Đà và tên huyện Nam Sang quê hương của mình làm bút Nam danh? Nam Cao. Chính xác. Nhà thơ nào được coi là ngọn cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam? Tố Hữu. Chính xác. Trong các từ sau, từ nào là từ tượng hình xót xa xì xào móm mém? Móm mém. Chính xác. Nhà thơ đời Đường nào của Trung Quốc được tôn là thi thánh? Đồ Phủ. Chính xác. Trong tác phẩm Vũ Trung Tùy Bút, đoạn trích chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh miêu tả cuộc sống ở thành Thăng Long dưới thời chúa Trịnh nào? Đình Sâm. Chính xác. Trong Luận Học Pháp của Nguyễn Thiếp, Tứ Thư và Ngũ Kinh là những bộ sách kinh điển của học thuyết nào? Nho giáo. Chính xác. Trong Hịch Tướng Sĩ, Trần Quốc Tuấn đã khuyên quân sĩ học theo cuốn binh pháp nào? Tư Hiểu Lược. Chính xác. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, Lục Vân Tiên được nhà vua cử đi dẹp gì? Chính xác.